Chào các anh em nhá. Buổi sáng ngày hôm nay là ngày thứ tư, rất là nhiều đơn khách hàng phải trả cho khách này. Nói chung Hà Nội bay thì bảo rảnh thì chẳng có lúc nào rảnh đâu. Nên các anh em sửa xe thì trong thời gian đầu năm này thì đến có thể sẽ phải chờ đợi hơi lâu anh em. Anh em nào có thời gian thì chờ, còn không có thời gian thì hẹn anh em sau rằm nhá. Việc rất là nhiều, đơn hàng thì rất là nhiều. Đây là toàn tsunami thôi. Hà Nội bay như rất là nhiều tsunami và gray. Nói chung là không phải tự nhiên mà nhiều người mua đơn như này, bởi vì chất lượng, giá thành luôn là cái yếu tố quyết định của Hà Nội 3. Anh em vẫn đang làm này, đang làm hết công suất luôn, vẫn đang ráp xe mệt mỏi. Đây là CX3 nha anh em nhé, Maris Pro CX3. Đây là Tsunami NM100. Anh em nào mà qua sửa xe mà phải chờ đợi không chờ được thì anh em phải thông cảm nha. Đầu năm rất là nhiều việc anh em nhé. Cảm ơn mọi người.